Câu chuyện bắt đầu từ mấy chục năm trước, tại Trung Quốc, một cậu bé vừa ra đời thì phát hiện ra cơ thể có sức mạnh tiềm ẩn. Kể từ đó những siêu năng lực được phát hiện ở vô số nơi trên khắp thế giới. Một thành phố Nhật Bản lúc này xuất hiện một tên tội phạm. Các anh hùng sở hữu những năng lực vượt trội đã nhanh chóng xuất hiện để chiến đấu với tên tội phạm đó. Và khi được tận mắt nhìn thấy các anh hùng chiến đấu thì thanh niên Deku cảm thấy cực kỳ phấn khích. Lúc này một anh hùng có tên là Kamui đang định sử dụng cánh tay bằng gỗ của mình để hạ gục tên tội phạm. Bất ngờ một nữ anh hùng khổng lồ chợt đá bay hắn ta trước sự kinh ngạc của mọi người, và mấy tay nhà báo đã lũ lượt kéo tới chụp ảnh khi thấy sự xuất hiện của người đẹp. Khi siêu năng lực bắt đầu được phổ biến rộng rãi thì số lượng tội phạm càng lúc càng tăng cao. Deku thường ghi lại thông tin của bọn họ vì ước mơ của cậu chính là được trở thành anh hùng trong tương lai. Thầy giáo cho biết rằng lớp của Deku sắp tới sẽ phải thi lên cấp 3 và ông ấy biết rõ rằng tất cả các học sinh trong lớp đều sẽ đăng ký vào học khoa anh hùng. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi biết thanh niên mạnh nhất lớp có tên là Ba Kugo sẽ thi vào trường Anh Hùng Du A. Nhưng khi biết Deku cũng có nguyện vọng thi vào trường Du thì ai ai cũng cười ẻ, e, bởi vì bọn họ biết rõ rằng Deku là một đứa không có siêu năng lực. Sau khi tan học Deku đã lôi cuốn sổ ghi chép thông tin về các anh hùng của mình ra đọc. Nhưng Ba Kugo đột nhiên đốt cháy cuốn sổ của Deku bằng năng lực của cậu ta rồi ném nó xuống dưới sân. Sau đó cậu ta đã cấm Deku không được phép đăng ký thi vào trường Du A. Vì cậu ta muốn trở thành học sinh đầu tiên của trường này, và được trở thành trưởng anh hùng. Từ khi còn nhỏ thì Deku ngày nào cũng bắt mẹ bật YouTube lên để xem các siêu anh hùng, và người mà cậu hâm mộ chính là siêu anh hùng mạnh nhất thế giới có tên là All Might. Vì thế cậu tự hứa một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại như ông ấy. Tuy nhiên Deku đã đơ hết cả người khi bác sĩ kết luận rằng cậu không có siêu năng lực, mà những người không có siêu năng lực như Deku rất hiếm trong thời kỳ này. Deku cùng với mẹ của cậu cảm thấy rất hụt hẫng khi biết cậu là một đứa vô năng lực. Quay trở lại thời điểm hiện tại, Deku đang đi về nhà sau khi tan học nhưng một tên tội phạm có cơ thể giống như nước thải đột nhiên xuất hiện tấn công cậu và hắn ta đã nhấn chìm cậu vào trong nước thải khiến cậu không thể nào thở nổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông chân thì một vị anh hùng đô con đã xuất hiện để giải thoát Deku và chỉ với một cú đấm duy nhất thì ông ta đã dễ dàng thổi bay được tên tội phạm đó. Ngay sau đó Deku đã tỏ ra hết sức bất ngờ khi biết người vừa giải thoát cậu chính là anh hùng Ôn Mai và ông đã bắt tên tội phạm nước thải nhốt vào chai nhựa để đem đi nộp lại cho cảnh sát. Còn Deku thì vẫn đang rất hồi hộp sau khi được gặp idol của mình ở ngoài đời. Ôn Mai đã chào tạm biệt Deku rồi nhảy thẳng lên trời để đi nộp tên tội phạm cho cảnh sát. Nhưng Deku lại bám vào chân của Ôn Mai vì cậu muốn được nói chuyện với ông ta. Thế là ông đành phải thả cậu ấy xuống sân thượng của một tòa nhà. Trước khi ông ta rời đi thì Deku đã hỏi rằng liệu một kẻ không có siêu năng lực như cậu ấy này có trở thành anh hùng được không? Đột nhiên cơ thể của Ôn Mai đột nhiên bốc khói biến thành một chú nghiện gầy sơ xác. Deku cực kỳ sốc vì không ngờ rằng idol bấy lâu nay của mình lại là chú tiến bịp. Trong khi đó Ôn Mai đã sơ ý đánh rơi cái chai đựng tên tội phạm nước thải xuống dưới. Và khi đám ba Kugo đi ngang qua chỗ đó đã vô tình đá bật nắp cái chai, vì thế mà tên tội phạm đã thành công thoát được ra ngoài rồi bắt lấy cậu ta làm con tin luôn. Nhìn thấy Ôn Mai yếu tới mức ói luôn cả huyết thì Deku cho rằng ông ta là Ôn Mai giả mạo. Nhưng Ôn Mai giải thích rằng mình đã bị thương nặng trong một trận chiến vào năm năm trước. Vết thương từ trận chiến đó đã khiến cho cơ thể của ông ta trở nên suy nhược trầm trọng, cho nên mỗi ngày ông ta chỉ có thể sử dụng được siêu năng lực trong vòng 3 tiếng mà thôi. Sau đó Ôn Mai đã giải thích cho Deku hiểu rằng con đường trở thành một anh hùng rất là gian nan và ông ta tuyên bố Deku sẽ không thể trở thành anh hùng được nếu như không có siêu năng lực. Ngay sau đó Ôn Mai đã giật mình nhận ra mình đã đánh rơi gã tội phạm nước thải. Cùng lúc đó ông nhìn thấy hắn đang tấn công người dân bên trong khu vực trung tâm thành phố. Tên nước thải đã dùng năng lực của mình để trói chặt ba Kugo khiến cậu ta không thở nổi. Còn các anh hùng thì không thể nào gây sát thương lên cơ thể nhầy nhụ của hắn được. Ba Kugo tức giận liền sử dụng siêu năng lực hệ hỏa của cậu ta tấn công hắn để cố gắng thoát ra. Nhưng cậu ta không những không thoát ra được mà còn làm cho thành phố bị hư hại nặng hơn. Ôn Mai lúc này đang đứng từ bên ngoài đám đông nhìn vào chỗ của gã tội phạm nước thải. Nhưng ông chỉ biết bất lực vì lúc này chẳng còn một chút sức mạnh nào cả đang buồn bã sau câu nói của ôn mai thì Deku đã tới chỗ xảy ra vụ xung đột trong vô thức. Khi nhìn thấy tên tội phạm, Deku nhận ra rằng tên tội phạm nước thải thoát ra được là do cậu đã bám vào người ôn mai lúc ở trên trời. Cậu đã hy vọng rằng có một người hùng nào đó sẽ xuất hiện để ngăn tên tội phạm lại. Tuy nhiên khi biết ba Kugo đang bị bắt làm con tin thì Deku liền lao thẳng về phía của tên tội phạm. Nhưng dù có cố hết sức thì cậu ấy vẫn không thể kéo ba Kugo ra khỏi người của hắn được khi tên tội phạm đang chuẩn bị tấn công deku thì ôn mai đột nhiên lao tới đỡ đòn cho cậu chỉ trong phút mốt ông đã dễ dàng thổi bay hắn ta chỉ bằng một cú đấm khi mọi chuyện kết thúc thì các anh hùng đã trách mắng deku vì hành động liều lĩnh vừa rồi của cậu trên đường về nhà hôm đó ba kugo đã vội vàng đuổi theo để mắng chửi deku một trận bởi vì cậu ta cảm thấy quá nhục nhã sau khi được một thằng phế như deku giúp đỡ ba kugo vừa rời khỏi đó thì ôn mai đột nhiên xuất hiện trước mặt deku nhưng ông ta lại bỗng thổ huyết rồi biến thành chú nghiện như lúc trước sau khi chứng kiến sự dũng cảm của Deku thì All Mai đã khẳng định lại rằng cậu có thể trở thành một anh hùng. Deku đã khóc nấc lên khi nghe được những lời đó từ chính vị anh hùng vĩ đại nhất. All Mai còn tuyên bố rằng Deku là một người rất xứng đáng để kế thừa sức mạnh của ông. Deku đã rất kinh ngạc khi biết ông cũng là người đã được truyền lại cho năng lực gia tăng sức mạnh này, còn bây giờ tới lượt cậu là người sẽ được kế thừa thứ năng lực đó. All Mai cho biết rằng thứ sức mạnh mà ông đang nắm giữ được gọi là một cho tất cả và thứ sức mạnh này cho phép người trước đó rèn luyện rồi truyền lại cho người sau cho nên bấy lâu nay ôn mai vẫn đang cố gắng tìm kiếm người kế thừa năng lực của mình tuy nhiên để nhận sức mạnh của ôn mai thì đê phải rèn luyện thể lực trước đã bởi vì nếu như thể lực không đủ khỏe thì cơ thể của cậu ấy sẽ bị nổ tung ngay khi tiếp nhận sức mạnh của ông ngay sau đó ôn mai đã bắt cậu phải dọn sạch đống rác nằm ở ngoài bờ biển chỉ còn 10 tháng nữa là kỳ thi chuyển cấp và trường anh hùng du A sẽ chính thức bắt đầu và Deku sẽ có 10 tháng để dọn hết đống rác này cho đến khi có thể kế thừa sức mạnh của ôn mai và cậu đã điên cuồng tập luyện đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi Thậm chí lúc ngồi trong lớp cậu ấy cũng chỉ lo nghiên cứu các tập luyện chứ chào học gì cả. Mười tháng sau Ôn Mai đã rất bất ngờ khi thấy Deku đã thành công dọn được đống rác nằm ngoài bờ biển. Khi so với cậu nhóc ốm đói trước đây thì Deku lúc này đã trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Ôn Mai quyết định sẽ kế tục sức mạnh của mình. Tuy nhiên Deku lập tức cạn lời khi Ôn Mai đột nhiên nhổ một sợi tóc của ông ta ra rồi bảo cậu ăn nó. Hóa ra chỉ cần có một ít DNA của Ôn Mai là đã thừa kế được sức mạnh của ông rồi. Sáng hôm đó Deku đã đi tới trường anh hùng Du để tham dự kỳ thi đầu vào. Cậu khá hoảng hốt khi thấy ba Kugo cũng đi đến đây để dự thi. Nhưng kể từ hôm bị tên tội phạm nước thải bắt thì ba Kugo không còn gây sự với đi cậu nữa. Ngay sau đó toàn bộ các thí sinh dự thi đã được tập trung tới hội trường. Deku rất phấn khích khi biết anh hùng âm thanh mic sẽ là người hướng dẫn cho bọn họ. Trong kỳ thi lần này thì các thí sinh sẽ được đưa vào một thành phố giả và bọn họ sẽ phải tiêu diệt những con robot được nhà trường thả ở bên trong đó nhưng điều kiện là các thí sinh sẽ không được phép tấn công lẫn nhau. Nhà trường còn thả thêm một con robot cực mạnh vào để làm chứng ngại vật nhằm phá rối bọn họ. Vì tiêu diệt con robot đó sẽ không nhận được điểm nào nên mọi người sẽ phải cố gắng né xa nó ra. Sau khi bài hướng dẫn kết thúc thì các thí sinh đã được đưa tới các thành phố giả. Vì lượng học sinh quá đông nên nhà trường đã phải xây thêm nhiều thành phố khác nhau. Thầy Ucha cô thi cùng khu vực với mình, Deku tính đến bắt chuyện với cô. Nhưng một thanh niên đeo kính có tên là Tenia đã nghi ngờ việc một thằng ốm đói như Deku lại tới đây để thi vào trường anh hùng. Ngay sau đó cuộc thi vừa mới được bắt đầu thi các thí sinh liền vội vã chạy vào khu vực thi của bọn họ. Và Deku đã nhanh chóng đuổi theo bọn họ rồi vô tình đụng độ phải một con robot rất lớn. Nhưng một thanh niên tóc vàng đã bắn nát con robot bằng cái thắt lưng giữa bụng cậu ta. Thời gian của cuộc thi có hạn mà Deku vẫn còn chưa đánh bại được một con robot nào cả. Nhưng trong khi đó thì những thí sinh khác đang liên tục tiêu diệt được rất nhiều robot và các giám thị đang ngồi quan sát cuộc thi từ bên trong một căn phòng kín. Con robot khổng lồ đột nhiên xuất hiện để gây cản trở cho các thí sinh. Và vừa nhìn thấy nó thì Deku cùng với tất cả bọn họ đã tỏ ra rất sợ hãi. Lúc này Deku vẫn chưa biết làm như thế nào để có thể sử dụng được năng lực của ôn mai. Nhưng cậu bỗng nhìn thấy cô bạn Uchako đang mắc kẹt lại do bị một cục đá đè lên chân. Thế là cậu đã liều mạng lao lên cứu cô rồi, điều này vô tình kích hoạt được sức mạnh của ôn mai. Và chỉ với cú đấm của mình thì Deku đã có thể đánh bại được con robot khổng lồ đó tuy nhiên toàn bộ cơ thể của Deku đã bị gãy nát do phải chịu áp lực từ sức mạnh mới này. Ngay lập tức cậu bị rơi thẳng xuống dưới mặt đất, nhưng Uchako đã nhanh tay tát vào mặt Deku một cái rồi dùng kỹ năng điều khiển trọng lực để cứu cậu. Nếu dùng năng lực của mình quá nhiều Uchako sẽ cảm thấy buồn nôn và cuộc thi đã chính thức kết thúc trong khi Deku vẫn chưa kịp ghi được một điểm nào cả. Bởi như đã nói từ trước thì con robot khổng lồ chỉ là chứng ngại vật chứ không được tính điểm. Tuy nhiên mọi người vẫn tỏ ra kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp vừa rồi của Deku. Còn Tenia thì tỏ ra nể phục Deku khi thấy cậu ấy liều mạng quay trở lại cứu Uchako. Ngay sau đó một bà cụ y tá của trường UA đột nhiên đi tới rồi hôn vào đầu Deku một cái. Và sau nụ hôn của bà cụ thì tất cả các vết thương trên cơ thể Deku đều đã được hồi phục. Một tuần sau Deku lúc này đang rất lo lắng ngồi chờ kết quả thi của mình từ trường UA vì trong cuộc thi tuyển vừa rồi cậu ấy chả đánh bại được một con robot nào người ghi điểm cả. Và khi nhận được thư thông báo kết quả từ nhà trường thì mẹ của Deku đã vội vàng chạy vào báo với cậu. Bên trong bức thư mà nhà trường gửi cho Deku, có một thiết bị phát video mà Ôn Mai đã tự ghi lại để thông báo kết quả của cuộc thi cho Deku biết. Cậu tỏ ra rất kinh ngạc khi biết ông ta hiện đang là giáo viên của trường UA. Ôn Mai cho biết rằng do không ghi được điểm nào trong cuộc thi nên Deku chắc chắn sẽ bị trượt. Và sau khi được Deku cứu thì Uchako đã xin được chia một nửa điểm của cô ấy cho cậu. Nhưng luật của nhà trường không cho phép học sinh được chia điểm cho nhau. Tuy nhiên trường anh hùng không thể đánh trượt một học sinh đã liều mạng cứu người như Deku được. Cho nên các giám thị đã chấm cho Deku hơn 60 điểm sau khi nhìn thấy cậu ấy cứu Uchako. Điều này làm Deku cảm thấy rất hạnh phúc khi biết mình đã có đủ điểm để được nhận vào trường UA. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển của Onmai thì Deku đã vội vã chạy đi gặp ông. Ông cho biết Deku hiện giờ chỉ có thể sử dụng 100% sức mạnh hoặc 0% mà thôi. Cho nên cậu ấy phải cố gắng rèn luyện để có thể điều khiển sức mạnh đó theo ý của của mình. Vì nếu cứ sử dụng 100% sức mạnh thì cơ thể của cậu sẽ lại tiếp tục bị tàn phá như trước. Ngày hôm sau mẹ Deku đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho ngày đầu tới trường của cậu. Vừa chạy vào trong trường thì Deku đã tỏ ra rất kinh ngạc trước sự rộng lớn của nơi này. Nhưng cậu ấy lại cảm thấy không thoải mái khi phải học chung một lớp với Bakugo và Tenya. Tuy nhiên Tenya đã có một cái nhìn khác về Deku sau hành động anh hùng của cậu. Uchako đột nhiên xuất hiện rồi khen ngợi cú đấm của Deku khiến cậu ngại đỏ cả mặt. Nhưng do thi ở khu vực khác nên Bakugo không hề biết tới sức mạnh của cậu. Ngay sau đó mọi người đã tỏ ra rất bất ngờ khi nhìn thấy một ông chú lạ hoắc nằm ở trong túi ngủ. Hóa ra ông chú này chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ có tên là Aizawa. Thầy đã bắt tất cả các học sinh ra ngoài sân thể dục để làm bài kiểm tra đánh giá thể lực và Bakugo chính là người đã đạt được điểm số cao nhất trong cuộc thi vừa rồi với 77 điểm. Vậy nên Aizawa đã bảo cậu ta thử dùng năng lực rồi ném một trái bóng chảy để xem bay được bao xa. Bakugo đã ngay lập tức sử dụng năng lực của mình để khiến trái bóng bay thẳng lên trời. Khi biết cậu ta đã ném được hơn 705 mét thì tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức trầm trồ. Tuy nhiên ai do qua cho biết rằng người nào không qua được bài kiểm tra lần này thì sẽ bị đuổi học. Deku nghe xong thì rất lo lắng vì cậu hiện vẫn chưa làm chủ được sức mạnh của mình. Ai do qua nói rằng các anh hùng luôn luôn phải đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ ập tới. Cho nên ông ta muốn mọi người phải trải qua một chương trình rèn luyện khắc nghiệt nhất. Trong bài kiểm tra chạy 50m thì Tenia đã dễ dàng chạy về đích chỉ với khoảng thời gian là 3 giây bởi vì tên IA chính là người động cơ nên cậu ta có thể tự gia tăng tốc độ di chuyển của bản thân. Còn Uchako thì có thể làm giảm trọng lực của những thứ mà cô chạm tay vào. Và cô ấy đã giảm trọng lực của bộ đồ mà cô đang mặc rồi chạy thẳng về đích một cách nhẹ nhàng. Thanh niên tóc vàng có tên là Azoma đã bắn tia laser từ rốn của mình để bay cho nhanh. Nhưng cậu ta lại chỉ có thể bắn laser trong vòng một giây vì nếu bắn lâu quá thì sẽ bị đau bụng. Bakugo đã sử dụng năng lực bộc phá của cậu ta để đẩy bản thân bay thẳng về vạch đích và do chưa thể làm chủ được siêu năng lực nên Deku vẫn phải tự chạy bằng sức của mình. Deku đã cảm thấy rất bất lực khi cậu liên tục đứng bét lớp trong những bài kiểm tra tiếp theo. Còn trong lúc đấy thì mọi người ai cũng đều ghi được điểm cao trong các bài kiểm tra. Deku hiện giờ chỉ còn lại một cơ hội duy nhất đó chính là bài kiểm tra ném bóng và cậu đã định sử dụng 100% sức mạnh của mình để giành điểm trong bài kiểm tra này. Tuy nhiên toàn bộ sức mạnh của Deku bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ bởi chính Aizawa đã dùng siêu năng lực của ông ta để tạm thời xóa đi năng lực của cậu vì ông ta biết rằng nếu như sử dụng năng lực thì cơ thể của cậu ấy chắc chắn sẽ bị gãy nát. Trong khi đó Ôn Mai đang đứng tại một góc sân để nhìn trộm buổi học đầu tiên của Deku, và Aizawa đã bắt cậu ấy phải thực hiện lại cú ném của mình một lần nữa, nhưng cậu ấy vẫn quyết định là sẽ dùng siêu năng lực để ném trái bóng đó. Tuy nhiên Deku đã dồn hết 100% sức mạnh lên đầu ngón tay rồi ném trái bóng bay được hơn 700 mét. Điều này khiến Aizawa rất bất ngờ khi thấy cậu chỉ bị thương ở đầu ngón tay mà thôi. Còn ôn mai thì đang cảm thấy hết sức tự hào về đứa đệ tử mà ông ta đã chọn. Sau khi chứng kiến sức mạnh Deku thì ba Kugo sốc tới mức há hốc mồm. Thấy ba Kugo tức giận lao về phía Deku thì Aizawa đã dùng những đoạn băng để khống chế cậu ta lại. Thậm chí Aizawa còn có thể xóa bỏ năng lực của cậu ta chỉ với một ánh mắt. Ba Kugou đã cực kỳ cay cú vì không ngờ một thằng phế như Deku cũng có siêu năng lực. Mặc dù đã đạt điểm rất cao trong bài ném xa nhưng những bài khác Deku luôn đứng bét. Sau đó Aizawa đã tập trung tất cả các học sinh lại để tổng kết điểm số trong buổi kiểm tra hôm nay. Nhưng Aizawa cho biết chuyện đuổi học mà ông nói hồi nãy chỉ là xạo ke cho vui mà thôi. Còn ôn mai thì cho rằng Aizawa cũng đã nhìn ra được khả năng tiềm ẩn ở bên trong Deku rồi. Sau khi tan học thì Tenya đã tới hỏi thăm ngón tay bị thương của Deku và nhờ có bà y tá hôn cho một phát lên ngón tay của cậu ấy đã nhanh chóng được chữa trị. Nhưng Deku vẫn bị kiệt sức vì bà ta chỉ đẩy nhanh khả năng tự hồi phục của cậu mà thôi. Ngay sau đó Uchako cũng chạy tới hỏi thăm Deku làm cậu thấy rất ngại. Và ba người bọn họ đã nhanh chóng trở thành bạn của nhau rồi vui vẻ cùng nhau đi về nhà. Ngày hôm sau mọi người đã rất bất ngờ khi biết Ôn Mai chính là giáo viên dạy môn chiến đấu của bọn họ. Và trong buổi học hôm nay thì bọn họ sẽ phải luyện tập chiến đấu với nhau, nên Ôn Mai đã yêu cầu mỗi học sinh về nhà tự chuẩn bị một bộ đồ anh hùng cho riêng mình. Vừa về tới nhà thì Deku đã gọi điện nhờ Ôn Mai tư vấn cho một bộ đồ anh hùng bá nhất nhưng mẹ của Deku lại mua cho cậu ấy một bộ đồ bó trông chả khác gì đồng phục thể dục. Ba tuần sau mỗi học sinh đã mặc một bộ đồ anh hùng phù hợp với năng lực của bọn họ tới trường. Và ngay khi nhìn thấy bộ đồ bó của Uchako thì Deku cảm thấy mê mệt với vẻ đẹp này. Còn Tenya thì mặc một bộ áo giáp sắt màu trắng bọc kín từ đầu tới chân. Ôn Mai cho biết rằng mọi người sẽ phải chia ra hai nhóm hai người để chiến đấu với nhau. Một nhóm sẽ đóng vai anh hùng, còn một nhóm đóng vai làm tội phạm nhóm tội phạm sẽ có nhiệm vụ canh giữ một quả bom giả nằm trong một tòa nhà cao tầng. Còn nhóm anh hùng thì phải chiếm được quả bom trước khi hết thời gian quy định. Ngay sau đó Ôn Mai đã ghép đôi từng học sinh lại thành một đội với nhau. Deku rất bối rối khi được chung đội với Uchako. Bất ngờ là sau khi bốc thăm thì đội của Deku sẽ phải đấu với đội của Bakugo cùng Tenya và đội của Bakugo sẽ đóng làm tội phạm. Trong khi đội của Deku sẽ là anh hùng, Bakugo cùng Tenya đã nhanh chóng đi tới chỗ quả bom mà bọn họ có nhiệm vụ canh giữ. Deku cho rằng nhóm bọn họ rất khó để thắng được nhóm của Bakugo vì cậu ta rất mạnh. Nhưng sau khi được Uchao động viên thì Deku đã có thể lấy lại được sự tự tin của mình. Khi cuộc thi vừa mới bắt đầu thì Deku cùng Uchako đã đột nhập vào bên trong tòa nhà. Hai người đang đi tìm vị trí của quả bom thì Bakugo đột nhiên lao ra tấn công bọn họ. Còn các học sinh khác lúc này đang dán mắt theo dõi trận đấu từ bên trong phòng quan sát. Bakugo đang tiếp tục lao lên tấn công Deku thì bất ngờ bị cậu khóa tay lại ngay lập tức và Deku đã vật Bakugo bay ra phía trước bằng một lực rất mạnh, khiến cho cậu ta bị đập cả người xuống đất. Deku có thể dễ dàng phản đòn là nhờ đã liên tục quan sát các chiến đấu của Bakugo suốt 10 năm qua. Và khi cậu tuyên bố là sẽ giành được chiến thắng thì Bakugo rất tức giận. Tenia gọi điện trách Bakugo vì cậu ta đã tự ý rời khỏi chỗ quả bom để chạy đi tìm Deku, nhưng Bakugo lại méo thèm quan tâm tới lời của Tenia rồi lao thẳng lên tấn công cậu. Nhờ thuộc lòng cách chiến đấu của Bakugo nên cậu ấy đã dễ dàng tránh né được hết. Tuy nhiên sau khi giữ được khoảng cách với Bakugo thì Deku bỗng tháo chạy khỏi nơi đó. Vì Deku cho rằng Bakugo kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra cách tấn công mới để cậu không né được. Bakugo đã tức điên lên vì nghĩ rằng Deku đã lừa mọi người chuyện cậu ấy không có siêu năng lực, cho nên cậu ta quyết đuổi theo bằng được Deku để tẩn cho cậu một trận. Vốn sống chung trong một khu dân cư nên Deku cùng Bakugo đã từng chơi với nhau từ nhỏ, nhưng kể từ khi thức tỉnh được siêu năng lực thì Bakugo đã trở nên kiêu ngạo hơn trước và cậu ta cũng bắt đầu tỏ ra khinh thường những người không có siêu năng lực như Deku. Trong khi ba Kugo đang truy tìm Deku thì Uchako đã tới được chỗ của Tenia với quả bom. Lúc này Tebia quyết định sẽ đóng giả làm một kẻ độc ác để cho giống tội phạm thật. Vì đã đoán trước Uchako sẽ tìm đến đây nên Tenia đã dọn hết đồ đạc bên trong tòa nhà để cô không thể dùng được siêu năng lực. Và muốn giành được chiến thắng thì Uchako sẽ phải chạm được vào quả bom của đội bạn. Bakugo lúc này cũng đã tìm thấy được Deku ở tầng dưới cùng và cậu ta đã mua một bộ đồ có thể phát huy được hết siêu năng lực kích nổ của mình. Vậy nên cậu ta đã dễ dàng tạo ra được một vụ nổ cực kỳ lớn để tấn công Deku. Đòn tấn công vừa rồi đã thổi bay một góc của tòa nhà, nhưng may mắn là Deku đã né được nó. Lúc này ba Kugo đề nghị Deku phải dùng siêu năng lực của mình để chiến đấu một trận với cậu ta. Bên này Uchako đã làm giảm trọng lượng của bản thân rồi bay qua người Tenia để tới chỗ quả bom. Nhưng Tenia đã dùng năng lực của cậu ta để ôm quả bom tránh khỏi tầm tay của cô. Bakugo đang chuẩn bị tấn công Deku thì Ôn Mai thông báo cấm cậu ta dùng đòn diện rộng như hồi nãy. Vì nhiệm vụ của nhóm tội phạm chính là phòng thủ tòa nhà này nên cậu ta không được tàn phá nó. Ngay sau đó Bakugo đã nhảy vòng ra sau lưng của Deku rồi tấn công cậu bằng một đòn cực mạnh. Tiếp đó Bakugo đã cầm tay Deku rồi xoay người để ném cả cơ thể của cậu xuống đất. Mặc dù liên tục bị ăn đòn nhưng Deku lại không dám sử dụng sức mạnh của mình. Vì với cú đấm 100% sức mạnh của mình thì cậu có thể sẽ lỡ tay tiễn Bakugo đi gặp Diêm Vương luôn. Tuy nhiên Deku vẫn muốn giành được chiến thắng trong trận đấu này, nên cậu cùng với Bakugo đã lao thẳng về phía nhau để tung ra đòn quyết định cuối cùng. Nhưng Deku lại tung cú đấm của mình lên trên trời khiến cho cả mấy tầng bị xuyên thủng. Nhân lúc Tenia đang bị phân tâm bởi cú đấm thì Uchako đã bay lên để chạm vào quả bom. Còn Bakugo thì rất sốc khi nhìn thấy sức mạnh kinh khủng của Deku. Và do chạm được vào quả bom trước khi hết thời gian nên nhóm của Deku đã giành chiến thắng. Nhưng Deku cũng đã bị thương khá nặng do sử dụng năng lực của mình. Lúc này một con robot y tế của nhà trường đã nhanh chóng mang cáng tới để đưa Deku đi chữa trị. Còn ba Kugo lúc này thì hoảng sợ đến nỗi chân tay run lẩy bẩy sau khi bị thua trước nhóm Deku. Ôn Mai đã phải đi tới bên cạnh động viên ba Kugo để cậu ta không làm gì dại dột cả. Ôn Mai đã khen ngợi rằng Tenia chính là người thể hiện tốt nhất trong trận chiến vừa rồi. Một cô nữ sinh có tên là Momo liền phân tích rằng ba Kugo đã để cảm xúc cá nhân xem vào trận chiến. Sau khi được nghe những lời khen từ Ôn Mai với Momo thì Tenia vui không chịu được và Momo chính là học sinh xuất sắc được đề cử vào học viện mà không cần thi. Ngay sau đó Ôn Mai đã nói những đội còn lại bước vào tòa nhà để bắt đầu trận đấu của bọn họ. Và lần này nhóm tội phạm chính là một cô gái tàng hình cùng với một cậu người thú. Còn nhóm anh hùng bao gồm một thanh niên có nửa người là băng với một thanh niên sáu tay. Cậu thanh niên người băng có tên là Zoto đã dùng siêu năng lực để đóng băng cả tòa nhà. Và chân của hai người bên đội tội phạm cũng đã bị đóng băng nên họ không thể cử động được. Thế nên Zoto đã dễ dàng đi qua mặt cậu người thú rồi chạm vào quả bom để giành chiến thắng. Khi trận đấu kết thúc thì Zoto đã tạo ra nhiệt để làm tan chảy hết băng xung quanh tòa nhà. Điều này khiến mọi người đã rất kinh ngạc, còn ba Kugo thì đang cực kỳ ấm ức khi nhận ra rằng cậu ta không phải là người mạnh nhất. Ngay sau đó các học sinh khác lại tiếp tục đi vào tòa nhà để tham gia trận chiến của bọn họ. Và buổi tập của bọn họ đã kết thúc một cách tốt đẹp, ngoại trừ việc Deku bị thương hơi nặng. Ôn Mai đã vội chạy đi chỗ khác trước khi cơ thể của ông ta bị teo lại thành người nghiện. Và khi ôn mai tới phòng y tế thăm Zeku thì bà y tá đã trách ông việc để cho cậu sử dụng sức mạnh một cho tất cả quá nhiều. Và y tá là một trong số ít người biết sức mạnh của ôn mai có thể truyền lại cho người khác. Cho nên ôn mai đã nói bà y tá phải giữ kín bí mật về sức mạnh của ông. Chiều hôm đó vừa tỉnh lại thì Deku liền quay trở lại lớp học và bạn bè trong lớp đã chạy tới khen ngợi Deku sau bài thi vừa rồi. Cả bọn đã tự giới thiệu về bản thân mình rồi đề nghị được kết bạn với cậu. Tuy nhiên Deku phát hiện ra ba Kugo đã bỏ về trước khi tan học. Thế nên cậu vội vàng chạy theo ba Kugo để nói chuyện với cậu ta. Deku đã cho ba Kugo biết rằng thực ra sức mạnh của cậu là được truyền lại từ một người khác. Nhưng ba Kugo không tin vì cậu ta cho rằng Deku đang bịa chuyện để đùa cợt với mình. Sự kiêu ngạo của ba Kugo đã bị sụp đổ sau khi nhìn thấy sức mạnh của những người khác và cậu ta quyết tâm là sẽ cố gắng luyện tập thêm để không bị thua Deku một lần nào nữa. Thấy tinh thần ba Kugo có vẻ suy sụp thì Ôn Mai đã ngay lập tức lao ra động viên cậu ta nhưng ba kugo chỉ tuyên bố mình nhất định sẽ trở thành một anh hùng vượt qua cả ôn mai vậy nên ôn mai nhận ra rằng tinh thần của cậu ta vẫn chưa bị suy sụp hoàn toàn việc các anh hùng về hưu giảng dạy ở học viện lâu nay luôn là bí mật với giới truyền thông nhưng chuyện ôn mai đang giảng dạy tại đây đã bị lộ ra ngoài cho nên lũ nhà báo đã tới vây quanh học viện để xin được phỏng vấn ông tuy nhiên học viện đã khởi động tất cả rào chắn xung quanh trường để chống lũ nhà báo đi vào trong và có vẻ như một tổ chức bí ẩn nào đó cũng đã biết được chuyện ôn mai đang ở nơi này Lúc này Izawa đột nhiên yêu cầu cả lớp hôm nay phải bầu ra một bạn để làm lớp trưởng. Và khi nghe thấy thế thì thằng nào cũng hăng máu đứng lên xung phong xin được làm trước đó. Nhưng Tenia lại đề nghị bọn họ bầu lớp trưởng bằng cách bỏ phiếu kín, rồi chọn ra người có nhiều phiếu nhất. Tới lúc bỏ phiếu thì đứa nào cũng đều tự bầu cho chính bản thân mình. Duy trì nhỏ Deku là nhận được tới tận 3 phiếu do Tenia cùng với Uchako đã bầu cho cậu. Cho nên Deku bất đắc dĩ trở thành lớp trưởng, còn Momo thì sẽ làm lớp phó ngay sau đó deku đã rủ tenia với uchako cùng nhau đi ăn trưa tại căng tin của học viện và bọn họ đã vô tình biết được rằng tenia chính là em trai của anh hùng cơ động nổi tiếng thế nên tenia mới vào học trường anh hùng để một ngày nào đó cũng được nổi tiếng như anh trai nhóm bọn họ đang ngồi nói chuyện thì chuông báo động của học viện đột nhiên vang lên khi biết có một nhóm người nào đó đã đột nhập vào sân trường thì các học sinh đã bỏ chạy toán loạn nhưng tenia đã phát hiện ra rằng nhóm người đó chính là đám nhà báo hồi sáng Thấy đám nhà báo cứ đòi gặp ôn mai nên ai do cùng với Mick đã phải đi ra để chặn họ lại. Còn ở bên trong thì các học sinh vẫn đang rất hoảng loạn vì không biết rằng những kẻ đột nhập chỉ là đám nhà báo mà thôi. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Tenia đã nói Uchako giúp mình bay lên trời, rồi cậu lại sử dụng động cơ đẩy dưới chân để bay tới trước mặt của tất cả các học sinh. Cậu đã chấn an bọn họ rồi cho biết rằng những kẻ xâm nhập chỉ là đám nhà báo mà thôi. Nghe được điều này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi lấy lại được sự bình tĩnh. Sau khi chứng kiến hành động đầy quyết đoán của Tenia thì Deku quyết định là nhường lại trước lớp trưởng cho cậu. Thấy Tenia cũng là một người có trách nhiệm nên cả lớp cũng đã ngay lập tức đồng ý, trong khi đó các thầy cô đã phát hiện ra một kẻ nào đó đã phá nát rào chắn của trường. Cho nên đám nhà báo mới có thể dễ dàng lọt vào trong được như vậy. Trên đường tới học viện thì Ôn Mai đã liên tục gặp phải những người đang cần được cứu giúp. Cho nên ông đã nhảy qua nhảy lại để giúp bọn họ mà quên luôn việc đi tới học viện. Lớp của Deku hôm nay sẽ có một buổi thực hành công việc cứu hộ thiên tai hoặc hỏa hoạn và buổi thực hành sẽ được tổ chức ở bên ngoài trường nên bọn họ sẽ phải đi xe buýt tới đó. Khi ngồi trên xe thì một cậu bạn tóc đỏ có tên là Izezo đã tỏ ra ngưỡng mộ chức năng lực gia tăng sức mạnh của Deku. Vì Izezo chỉ có khả năng hóa cứng cơ thể của mình mà thôi. Nhưng một cô bạn có tên là Sui cảm thấy năng lực của cậu có vẻ hơi giống ôn Lúc này mọi người đã đến nơi thực hành. Người hướng dẫn bọn họ trong buổi học cứu hộ hôm nay chính là nữ anh hùng mặc đồ phi hành gia có tên là 13 và dân tộc của bọn họ đã được 13 phân chia ra thành nhiều khu vực thiên tai khác nhau. Còn siêu năng lực của cô chính là khả năng tạo ra một cái hố đen vũ trụ. Khi buổi học đang chuẩn bị được bắt đầu thì một số kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Aizawa đã nhanh chóng nhận ra rằng lũ người này chính là các thành viên của liên minh tội phạm. Một gã bóng đen có năng lực tạo ra cổng dịch chuyển đã đưa bọn tội phạm tới đây để kết liễu ôn mai. Và kẻ cầm đầu của chúng chính là một gã đeo mặt nạ hình bàn tay có tên là Tomuza. Aizawa liền yêu cầu các học sinh chạy về trường còn ông sẽ ở lại để chiến đấu với bọn tội phạm. Aizawa đã vô hiệu hóa năng lực của chúng rồi sử dụng những đoạn băng để tấn công. 13 đang đưa mọi người chạy trốn thì gã bóng đêm đã dùng cổng dịch chuyển để chặn đường bọn họ lại. Bakugo với Izezo đã ngay lập tức lao lên tung đòn tấn công hắn, nhưng đòn tấn công của bọn họ đối với hắn chỉ như mũi đốt inox. Ngay sau đó gã bóng đen đã tạo ra một làn khói đen khổng lồ bao trùm lấy tất cả mọi người và làn khói đen của hắn đã khiến cho Deku bị đẩy tới một cái hồ nước ở bên trong sân tập. Deku chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một gã có hàm cá mập bỗng nhiên lao đến tấn công cậu. Nhưng cô bạn Sui cung cấp đã kịp thời lao tới đá bay hắn ta để giải cứu Deku. Và Sui đã đưa Deku cùng với một cậu bạn lùn tịch có tên là Mineta lên trên một con thuyền. Lúc này Deku cũng đã nhận ra được mục đích của bọn liên minh tội phạm đến đây là để xử ôn Mai. Và Sui cho rằng bọn chúng chắc chắn đã nghĩ ra được cách để đánh bại ôn Mai nên mới dám kéo tới đây như vậy. Tên cá mập cùng với đồng bọn đã kéo tới bao vây con thuyền lại, nhưng bọn chúng vẫn không dám leo lên thuyền vì chưa biết năng lực của nhóm Deku là gì. Tên bóng đen đã tách các học sinh ra những khu vực khác nhau rồi sai người bao vây họ lại. Nhưng đám tội phạm loại tép này hoàn toàn không phải là đối thủ của các học sinh UA. Trong lúc đó Ôn Mai đang cố gắng gọi điện cho ai do qua thì lại không thấy ông ta bắt máy. Cảm thấy có điều chẳng lành nên Ôn Mai muốn thử chạy đến sân tập kiểm tra tình hình. Nhưng ông hiệu trưởng mặt trông chợt tới mời Ôn Mai uống trà nên ông đành phải ở lại văn phòng. Bên này 13 cùng với một số học sinh khác hiện vẫn đang phải đối mặt với gã bóng đen. Và cô ấy đã nhờ Tenia sử dụng năng lực của cậu để chạy về trường gọi người tới trợ giúp. Còn cô cùng các học sinh khác sẽ ở đây để cố gắng giữ chân gã bóng đen lại. Khi nghe thấy Deku muốn lao xuống nước chiến đấu với bọn tội phạm thì Mineta đã cực kỳ hoảng hốt và xui cho biết rằng cô chính là một người nhái có khả năng lẻ lưỡi ra rất dài. Còn năng lực của Mineta là tạo ra những quả bóng ở trên đầu có thể dính lấy các vật khác nhưng Mineta vẫn khóc thét vì cho rằng năng lực của mình quá vô dụng khi chiến đấu. ngay sau đó bọn tội phạm đã bắt đầu tấn công con thuyền khiến Mineta rất sợ hãi. Sui không hiểu tại sao một đứa nhát gan như Mineta lại đăng ký vào học viện anh hùng. lúc này Deku đột nhiên nghĩ ra được cách đánh bại bọn tội phạm rồi nhảy thẳng về phía bọn chúng. cậu đã sử dụng sức mạnh của mình rồi búng một phát để tạo ra một cái xoáy nước cuốn hết bọn tội phạm. tiếp đó Sui liền bế theo Mineta nhảy lên trời rồi dùng lưỡi của mình để kéo Deku đi luôn còn Mineta thì ném những quả bóng trên đầu mình xuống để làm cho bọn chúng bị dính vào nhau. Sau khi đánh bại được bọn tội phạm dưới nước thì nhóm Deku cuối cùng cũng mò được lên bờ. Nhưng hai ngón tay mà Deku dùng để tung ra đòn tấn công vừa rồi thì đã bị thương nặng. Và cậu cảm thấy lo lắng cho ai do qua vì ông đang phải của mình đánh với cả lũ tội phạm. Trong khi đó, Zoto đã chơi đóng băng hết tất cả những tên tội phạm cố gắng tấn công mình. Và đối mặt với một đối thủ mạnh áp đảo như Zoto thì bọn chúng không thể nào thắng nổi cô lớp phó momo cùng với hai người bạn khác hiện cũng đang bị một đám tội phạm bao vây và một cậu bạn có tên là denki đã sử dụng siêu năng lực điện năng để giật sấp mặt chúng còn cô gái có tên là kyoza thì có thể tạo ra sóng siêu âm gây tổn thương cho tai của đối thủ ngay sau đó momo đã tạo ra một tấm thảm cách điện rồi trùm nó lên người cô ấy với kyoza cho nên denki đã có thể tung ra một đòn điện năng cực mạnh để quét sạch kẻ địch mà không sợ làm họ bị thương và năng lực của momo chính là sáng tạo ra những thứ không phải là sự sống còn denki thì sẽ bị biến thành một thằng đần sau khi sử dụng quá nhiều điện năng bên này nhóm của deku đã bí mật đi tới chỗ của aizawa để xem ông chiến đấu với bọn tội phạm do phải liên tục dùng năng lực lên một đám tội phạm quá đông nên aizawa đã bị kiệt sức thấy tomuza leo lên tấn công mình thì aizawa liền cho một cùi trỏ vào ngay giữa bụng hắn nhưng tomuza đã kịp thời dùng một tay để chặn cùi trỏ vừa rồi của aizawa lại sau đó hắn đã sử dụng năng lực phân giã của mình để khiến cho khuỷu tay của aizawa bị nứt toát ra sau khi bị mất đi một cánh tay thì khả năng chiến đấu của Aizawa đã bị giảm đi một cách đáng kể. Và Tomuza đã sai một gã khổng lồ quái dị tên là mu tấn công Aizawa từ phía sau. Trong khi đó 13 đang cố gắng hút lấy toàn bộ cơ thể của gã bóng đen bằng một cái hố đen. Nhưng cá bóng đen đã tạo ra một cái lỗ dịch chuyển ở phía trước với phía sau người của 13, khiến cho bộ đồ của 13 bị xé nát. Đồng thời cô cũng đã bị thương nặng bởi chính năng lực của mình. Thấy tình hình không ổn thì Tenia liền vội vã chạy trở về trường gọi cứu viện. Khi thấy tên bóng đen cố gắng đuổi theo Tenia thì các học sinh khác đã cố ngăn hắn lại. Bên này Bakugo cùng với Izezo đã đánh bại được hết đám tội phạm tôm tép ở chỗ của hai người họ. Và Izezo cho rằng mặc dù bên ngoài Bakugo khá là trẻ trâu, nhưng trong chiến đấu thì cậu rất đáng tin cậy. Tên bóng đen lúc này vẫn đang cố ngăn không cho Tenia chạy đi gọi cứu viện, nhưng Uchako cùng với các học sinh khác đã liên tục sử dụng kỹ năng để cầm chân hắn lại. Vậy nên Tenia đã có thể thành công tới được cửa sân tập rồi chạy thẳng một mạch về trường. Tên quái vật Nomu đã dễ dàng đánh bại được Aizawa bằng thứ sức mạnh áp đảo của hắn. Và năng lực của ông ta không hề có tác dụng lên Nomu vì ngay từ đầu hắn vốn đã khỏe như voi rồi. Gã bóng đen đã báo cho Tomu ra biết Tenya đã trốn khỏi nơi này để đi gọi cứu viện. Cảm thấy không thể đối phó được với tất cả các giáo viên trong trường nên Tomu ra quyết định là sẽ rút lui. Nhưng Deku lại cảm thấy Tomu ra vẫn đang âm mưu một điều gì đó. Ngay sau đó Deku đang mải suy nghĩ thì Tomu ra đột nhiên bay tới trước mặt nhóm của cậu và hắn ta đã vươn một cánh tay của mình ra rồi sử dụng năng lực phân rã lên người xui. Thấy vậy Deku đã liều mạng tung một cú đấm bằng tất cả sức mạnh của mình để cứu cô. Lúc này Deku chợt nhận ra cậu đã làm chủ được năng lực của mình trong đòn đánh vừa rồi. Nhưng Nomu đã dùng thân mình để chặn đòn của cậu lại nên Mu ra vẫn không bị gì cả. Mu ra cùng với Nomu đang chuẩn bị xử hết cả nhóm Deku thì Ôn Mai đột nhiên lao vào. Ông đã tỏ ra cực kỳ phẫn nộ khi thấy lũ tội phạm dám tấn công các học sinh của mình. Không nhiều lời Ôn Mai đã lao tới hạ gục đám tội phạm với một tốc độ bàn thờ rồi giải cứu luôn Aizawa. Chỉ trong nháy mắt ông đã có thể giải cứu cho nhóm của Deku khỏi tay Gia. Nhưng Gia chợt nhận ra Ôn Mai hiện giờ đã yếu hơn thời kỳ đỉnh cao gấp nhiều lần. Ôn Mai bảo Deku nhanh chóng đưa Aizawa rời khỏi nơi này để ông chiến đấu với bọn tội phạm. Ngay sau đó Ôn Mai đã lao lên tấn công Nomu bằng những đòn thế có uy lực rất mạnh mẽ, nhưng những đòn tấn công của ông lại chẳng hề có chút tác dụng gì với tên quái vật này bởi nô no mu có khả năng hấp thụ hết toàn bộ những chấn động từ bên ngoài lên cơ thể hắn khi biết điều đó thì ôn mai đã vật người nô no mu ra phía sau để cắm cơ thể hắn xuống đất các học sinh đã tỏ ra hết sức vui mừng khi nhìn thấy người hùng ôn mai tới cứu bọn họ nhưng đê cu nhận ra rằng ông ta hiện giờ không còn nhiều thời gian sử dụng sức mạnh nữa sau đòn vật hồi nãy thì gã bóng đen đã tạo ra một cái lỗ dịch chuyển để giúp nô no mu đả thương lưng ôn mai rồi nô no mu đã từ từ kéo ôn mai vào trong cái lỗ dịch chuyển của gã bóng đen thấy ôn mai đang gặp nguy hiểm Deku đã bảo Sui đưa Aizawa trở về trường giúp cậu. Còn cậu thì vội vàng chạy trở lại chỗ của Ôn Mai để giúp ông ta chiến đấu với đám Tô Muza. Vừa thấy Deku, gã bóng đen liền tạo ra một cái cổng dịch chuyển để đẩy cậu đi chỗ khác. Đúng lúc này ba Kugo lao tới tấn công hắn bằng một vụ nổ rồi ghi chặt hắn ở dưới đất. Zoto cũng đã xuất hiện rồi sử dụng năng lực để đóng băng một nửa cơ thể của Nomu. Vậy nên Ôn Mai đã có thể thoát ra được khỏi hai cánh tay với móng vuốt sắc nhọn của hắn. Sau khi trồi ra khỏi cổng dịch chuyển thì Nomu đã bị vỡ mất một cánh tay bởi băng của Zoto. Nhưng hắn lại nhanh chóng mọc ra được một cánh tay khác trước sự kinh ngạc của mọi người. Ngay sau đó Nomu đã lao lên tấn công Bakugo để giải thoát gã bóng đen khỏi tay cậu. Nhưng sau đòn tấn công của hắn thì Bakugo lại bình an vô sự chả có vết sức nào cả. Bởi Ôn Mai đã kịp thời ném Bakugo sang một bên rồi đỡ đòn tấn công của hắn lại. Ôn Mai nhận thấy thời gian để sử dụng sức mạnh của ông lúc này chỉ còn lại một phút nên ông quyết định là sẽ tung ra hết sức để phá hủy khả năng hấp thụ chấn động của Nomu. Và Ôn Mai cùng với Nomu đã lao thẳng lên rồi tung về phía nhau những cú đấm mạnh như trời giáng, khiến toàn bộ khu vực thi đấu cũng phải dung chuyển một cách cực kỳ dữ dội. Ôn Mai nhận ra khả năng hấp thụ chấn động của Nomu nhất định phải có giới hạn nào đó. Vậy nên ông đã liên tục tung ra những cú đấm với 100% sức mạnh để vượt qua giới hạn của hắn. Và ông đã đấm một phát cực mạnh khiến cho Nomu bay thẳng lên chín tầng mây luôn. Các học sinh đã tỏ ra cực kỳ vui mừng khi thấy ôn mai chiến thắng được con quái vật đó. Còn dê cu cùng với ba cugo thì rất ngỡ ngàng trước sức mạnh của ông. Tomuza ra không ngờ rằng ôn mai lại đủ sức đánh bại được con quái vật Nômu của hắn. Ôn mai còn đe dọa Tomuza ra để khiến hắn phải ra lệnh rút quân ngay lập tức. Nhưng Deku nhận ra ôn mai lúc này đã hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến dữ dội với Nomu. Đúng như dự đoán ông không thể cử động nổi cơ thể của mình dù chỉ là một chút. Nhận ra được điều đó nên gã bóng đen cho rằng bọn chúng vẫn có cơ hội chiến thắng ngay sau đó gã bóng đen đã hợp lực với Mu ra rồi cùng lao lên tấn công Ôn Mai. Khi thấy Ôn Mai đang gặp nguy hiểm Deku đã lao lên tung cú đấm về phía chúng, nhưng gã bóng đen đã tạo ra một cái lỗ dịch chuyển trước mặt Deku để tung ra để tấn công cậu. Lúc này Tenia đã thành công dẫn được các giáo viên ở trong học viện tới đây để hỗ trợ mọi người. Khi nhìn thấy các giáo viên thì đám tội phạm lập tức đứng dậy tấn công, nhưng với sức mạnh vượt trội của mình thì bọn họ đã dễ dàng áp đảo được đám tội phạm mỗi ông thầy giáo xạ thủ đã dùng khẩu súng của mình để bắn trọng thương tô mu ra từ xa vì thế gã bóng đen đã phải nhanh chóng mở cổng dịch chuyển để đưa hắn rời khỏi đó cuối cùng trận đại chiến giữa học viện anh hùng với liên minh tội phạm cũng đã kết thúc deku đã tỏ ra rất chán nản vì cho rằng mình chẳng làm được gì trong trận chiến này cả nhưng ôn mai lại nói là chính nhờ cậu lao lên vào những giây cuối cùng nên ông mới còn sống như thế này ngay sau đó một ông thầy có khả năng điều khiển bê tông đã dựng một bức tường lên để che cho ôn mai vậy nên vẫn chưa có ai phát hiện ra chuyện ông bị teo nhỏ lại lúc nào gã bóng đen đã đưa Tomu ra quay trở lại được hang ổ của liên minh tội phạm. Hóa ra gã bóng đen Kuzopeji này cùng với Nomu chính là người nhân tạo của bọn chúng. Do bị thương quá nặng nên Aizawa đã được đưa tới phòng cấp cứu của trường để chữa trị, và lực lượng cảnh sát cũng đã có mặt ngay khi nhận được thông báo về vụ việc từ học viện. Còn Nomu thì đã bị bên cảnh sát bắt giam lại mà không hề có bất kỳ một sự phản kháng nào. Sau trận chiến dữ dội với Nomu thì khoảng thời gian dùng siêu năng lực của Ôn Mai đã bị giảm xuống chỉ còn một tiếng. Một anh cảnh sát bạn thân của Ôn Mai có tên là Sukachi đã tới phòng y tế thăm ông. Sukachi đã cảm ơn Ôn Mai vì đã chiến đấu hết sức mình để bảo vệ cho ngôi trường này. Nhưng ông Tê lại nói rằng các học sinh trong trường cũng đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Cho nên ông tin Deku cùng những học sinh khác sẽ có thể trở thành những tân anh hùng dũng cảm trong tương lai. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé.